Hồng trần và quái Phật. Khi lòng ta như gương sáng, sẽ chẳng vướng bụi trần. Hồng trần và quái Phật chỉ cách nhau một ngưỡng cửa mà thôi. Phía trong cửa là lòng thiền mây nước, phía ngoài cửa là sấm chớp liên hồi bởi gió mưa bụi mịt mờ, sóng đục cuộn trào. Nhà Phật luôn tin vào chữ duyên, bởi thế ngưỡng cửa này cách người rất xa, bằng khoảng cách giữa đời này và kiếp trước, lại cũng có thể rất gần người ta khi chỉ ngắn như trong một hơi thở. Có biết bao người theo đuổi cả một đời vẫn không sao bước được đến cánh cửa Bát Nhã, lại có những người chỉ một ánh mắt nhìn xuống, một lần ngoái lại đã có thể ngộ được thiền ý. Phật luôn độ người có duyên. Không phải ai tay năng quyển kinh, tay nghe tiếng tụng là có thể đắc được đạo và ngộ được tính không. Mỗi con người giữa quái hồng trần cuộc sống này đều là như một chiếc thuyền buồm dông dũi đi xa tắc trong vô định. Khi Phật dạy, quay đầu là bờ. Nhưng ở đâu mới là bến bờ mà ta muốn neo đậu? Nhất định Phật sẽ nói: thế gian gió bụi vô chủ, tòa sen mới là chốn về của chúng sanh. Thế lẽ nào neo thuyền bên bờ liễu của nhân gian là chấp mê bất ngộ ư? Thưởng thức cái gió xuân trăng thu là tham sân dục si ư? Nếu người nào đó có được duyên pháp nấy, thì xin mời người cứ hãy ngồi giữa bồ đoàn với ngọn đèn xanh, chiếc mỏ gỗ trong tay, mấy cuốn kinh sách, rồi dốc lòng tu tập. Còn có phải nếu như ai đó cứ mặc lòng lưu luyến chốn nhân gian, với mấy gian phòng, một mảnh sân con, với hoa thơm cỏ lạ, có thể sống đạp bạc qua ngày, mong giữ lấy những tháng năm đầy ắp bao kỷ niệm, để trong lòng mong được an khang hạnh phúc không? Thật ra tu hành là cốt ở tấm lòng. Nếu hết thảy đều bắt nguồn từ giác tính, nhưng giác tính lại là một kiểu tư duy có hạn. Nó là đặc điểm của logic hình thức, của siêu hình học. Giác tính chỉ sinh ra những định nghĩa thiển cận, siêu hình và đốn ngộ. Chỉ có đốn ngộ là hiện tượng bất ngờ khiến tâm thay đổi từ trạng thái mê tối sang trạng thái sáng suốt và vắng lặng. Nên nếu như lòng ta chẳng còn nghĩ ngợi, băn khoăn, thì sẽ chẳng phải nặng lòng gánh bao ưu tư, ôm ấp chuyện hồng trần, làm cho tâm sinh ra bao phiền não, mà lẽ ra phải như nước chảy qua cầu. Cho nên không phải cứ ngồi tĩnh tọa bên bồ đoàn, cố giữ cho lòng không tạp niệm thì mới có thể gọi là tham thiền, tức là làm thế nào cho tư tưởng hoạt động trong quải thượng thiên, là chỉ để cho tâm trí làm việc mà thôi. Nhưng nếu như ta hàng ngày hết thảy các hoạt động bình thường như ăn, mặc, ở, đi, cứ hãy để lòng thanh thản, vẫn đều có thể lĩnh hội được cảnh giới thiền. Khi chúng ta lòng còn xao động, tức là vẫn còn cảm nhận bị ảnh hưởng bởi vạn vật xung quanh quá ồn ào náo nhiệt, thì có thể tự mình sẽ gánh hết mọi khổ não ở trên đời. Hãy cố gắng thông đạt nhiều giáo lý của nhà Phật, thẩm thấu hết thất tình, lục dục, sanh lão bệnh tử của đời người, lại quên đi sự tồn tại của bản thân. Khi đạt đến cảnh giới có thể vứt bỏ được mọi tạp niệm, lòng chắc sẽ thanh tịnh. Thì đó cũng chính là cảnh giới Niết Bàn mà nhà Phật vẫn nói, là trạng thái giải phóng cuối cùng của vòng luân hồi, buông bỏ tất cả, chọn lấy con đường lánh xa thế tục, bỏ đi những chấp niệm, cắt đứt, chấm dứt và rời xa hết đi mọi đau khổ, tham ái, vô minh, để cho đời được bớt đi vài phần bạc bẽo trong những ngày tháng bình thường, dương dị. Lúc đó, dù vạn biến như lôi, ta vẫn nhất tâm thiền định. Lòng không động thì dù thân giữa chốn hồng trần, vẫn có được sự thanh thản, bình yên. Tâm trí sẽ không bị thương tổn, mà có thể tỉnh táo ung dung
trong cõi thanh tịnh rồi tự tại, để cùng Đức Phật tu một lá Bồ Đề. Vào Đông Tân Dậu năm 2021.